Mình sẽ quay lại cái cảnh lắp xích của bạn ấy nhá. Bạn này bạn ấy bảo tớ là bạn ơi bạn bảo lắp mấy phút đấy nhỉ? Phút một à? Bạn bảo lắp mấy phút đấy nhỉ? Không ngờ phút mốt của bác ấy thành 3 phút rồi nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Đi không cần xích được các bạn. Bây giờ đi vào đây để thay cái mốt được sao. Cần xích luôn. Bao xuống đất này. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Thì hôm nay lâu lắm rồi, chắc cũng được khoảng 3 tuần rồi đấy mình chưa ra video nào. Thì mong anh em thông cảm bởi vì là hôm trước thì mình có đi trộn bê tông nhưng mà làm ít quá. Đến hôm nay thì mình đang đi thăm bạn mình đi thay cái sao của máy xúc đây anh em ạ. Cái máy này là thay cái sao anh em nhá. Đây cái sao của nó mới này. Ôi được rồi. Thì vừa mới thay được cái kia rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh lắp xích của bạn ấy nhá. Bạn này bạn ấy bảo tớ là bạn ơi bạn bảo lắp mấy phút đấy nhỉ? Phút mốt à. Bạn ấy bảo là lắp phút mốt đây anh em. Để thử xem là bạn ấy lắp bao nhiêu. Bởi vì cái máy này thì hôm nay sẽ thay hai bên. Thì mình sẽ quay cả hai bên cho mọi người xem. Thì xem cái bên này bạn ấy lắp được lắp là bao nhiêu. Cái bên kia thì ra chưa? Chưa ra đâu. Cái bên này thì bạn ấy đã tụt mỡ lại rồi anh ạ. Đây này. À, ra rồi. Cái bên này ra sao rồi anh ạ. Cái bên này đã bị tụt cái sao này ra rồi. Bây giờ thì sẽ để xem bạn ấy lắp kiểu gì. Thì theo như lần trước mình có lắp một lần ở cái video đợt trước ấy là mình sẽ lắp cái đàn mình bị tụt ở đằng sau. Đằng sau thì mình hôm đấy là chưa bị tụt dẫn hướng cho nên là mình lắp kiểu khác. Thì bây giờ nó tụt hẳn ra thế này, tụt hai bên thì để xem bạn lái máy thì bạn ấy lắp như nào anh em nhá. Nó bị ra rồi ra sao. tiến lên bây giờ nó tụt vào trong thì mày phải tháo cái ngoài này trước thì mới lắp được. Không thì bây giờ bắn là lắp nốt cái này lại. Bây giờ nó tụt hai chân các bạn. Lời đột mắt xích cho nên là tiến lên nhấc một bên kia không tiến lên. Bây giờ mày chống nhấc cái kia nhá, xong là mày tiến cái bên này lên, đủ nó lên thì cái bánh răng kia nó sẽ sập vào cái mắt xích này. Chứ còn nó tụt vào bên trong này thì thường là cứ phải tháo cái đầu này ra. Trước mình cũng đã có lần mình tụt vào trong rồi, giờ mình phải tháo cái kia ra. Bạn ấy đang rất là cuống. Lâu lắm rồi chả có video. Sang bên kia tiến lên, cắm ở đây không tiến lên. Đây, cho bao nhìn này. Nó bị tụt cái ở chỗ sau này. Không ngờ phút mốt của bác ấy thành 3 phút rồi nhưng mà vẫn chưa đâu vào đâu cả. Thì sau cái video này thì mình sẽ đi làm đều thì sẽ có video cho anh em nhá. Bởi vì là ngày trước mình có đây cái sim nó sắp vào này, có rất là ít video nên là mọi người thông cảm. Đây mày chống ở đây xong mày đủ nó lên thì cái xích cái bánh răng này nó sẽ sập vào cái cá kia. Bây giờ chống vào được góc góc này.
bỏ cái ben đi xong đủ nó lên. À, đừng có nói phun mốt nữa nhá. Chống ở đây, chống ở góc này thì nó mới đủn đi được. Đủn chéo ra bên kia. Bởi vì là cái trước mình có tụt như này, mình toàn phải tháo đằng này thôi. Mình lắp ở cái đằng sau này thì nó rất là khó vào luôn. Quay nhiều thế mày, quay nhiều thế. Cái video này tao về cho anh Kiêm xem nhá. Bỏ ben ra. Bây giờ nó là 5:02 rồi, phải bảo phút mốt thì khả năng là phút này không ổn. Đấy, tiến lên, bây giờ tiến lên. Chống ở đây đủ nó mới đi được. Hai bên đều tụt. Ôi. Vào đây. Chống ở đây đủ lên. Ôi, chống lên tí. Nhưng mà cái này nó bị sập đây, mày phải nhấc nó lên để cho cái này nó rơi vào trong, hiểu không? Cái sao này thì bây giờ nó đã vào cái mắt này rồi. Từ từ. Mắc rồi. Mày ở đấy à? Quay đi. Chống lên. Chống lên nữa đi. Từ từ để tao lấy búa có. Mắc vào đây. Ô! Tuột bây giờ. Cái mình đeo cái camera đầu nhá. Cái video này mình sẽ không cắt video nữa. Mày nhấc cao lên tao lấy búa gõ cho. Mình nghĩ lấy cái búa. Cái búa đâu rồi chú nhỉ? À, nhấc nó lên. Nó đang vào rồi. Nhấc lên. Chống xa ra. Đấy. Tiến lên, cho ra đây, tiến lên. Cho ra nữa, đủ nó lên nữa đi. Ô, nó sập cái vào dây rồi. Cái cờ hạn chế cho nó sập vào dây rồi. Bây giờ mày phải nhấc lên để đủ nó vào. Nhớ này. Rồi. Hạ thuốc. Đấy, bây giờ lại nắn nó vào đi. Bạn này nói phép thuốc mốt rồi, không ổn. Mày đi tháo nó trùng quá đi. Tao lên tao thử nào. Để dép đây. Đó, còn một bên nữa thì mình chuyển thế. Có được không? Hả? Bao? Chưa được à?
giờ mình sẽ đủ nó lùi lại nhá. Rất là khốn nạn. Vô vọng. Xích cho anh em. Đi không cần xích được các bạn. Bây giờ đi vào đây để thay cái lỗ đi vào. Cần xích luôn. Tao xuống đất rồi này. Quay cần ở đây để cho cái đít nó lòi ra. Bác sửa máy, bác ấy đang test thử con Komatsu này, PT210. Con này cần rất cực khủng. Quyết định thay cái sao này mọi người. Thay nốt cái sao xong bắt đầu mới mới lắp hết kia. Để nó ra rồi. Bên này thì lắp rồi nhưng mà đi vào nó trắng toát rồi. Cảm nghĩ phun mốt cái vào đây. Bạn bảo bạn lắp phun mốt mà sao lâu đấy. Thì đặt lắp là 6 rồi thay luôn rồi. Cái vành này thì nó mòn cũng... Nếu như chủ máy nào mà chưa có điều kiện thì cái này vẫn có thể chạy được, bởi vì con này nó rất là ít tụt xích rồi. Nếu mà nó tụt xích nhiều ấy thì mình thay đi là vừa, nhưng mà đây nó vẫn dày. Còn cái dẫn hướng này thì cái cờ của nó vẫn cao này, chữ Dosan 200102 này, tức là cái mã số của cái sao này, cái dẫn hướng này. Quên. Hai bên này đều nhau nhưng mà hai cái sao kia thì nó lại mòn trước, còn cái tân hướng này thì nó chưa mòn. Đây có quả bi tì này.
con này nó bị mắc đất kẹt. Quả ca lê này, quả vẫn còn sống này không ạ? Sống. Đây, cái này còn mới đét, cũng còn tem nhôm. À, vừa mới gửi ở Pháp rồi. Tao chờ bác thợ bác đi lấy mấy mài rồi đi. Mài mất về lấy ở trong này đi. Nó mài xong rồi, bây giờ nó lắp vào. Ấy chú đang lên chỉ định ấy, chú bảo quay cái đầu người. Chủ sở rất láo. Cái gò của nó có vẻ là lâu hơn. Lỏng đấy nhỉ? Nó không có. Bật chặt, bật chặt không? Bắt nhầm nha. Máy thì do sạch chả có cái rẻ nào. Máy này do sạch chả có cái rẻ nào. Quay đây đây. Quay quay. Quay đây. Nó lại mượn cái con máy này. Cái rẻ. Quay cabin cho các bác xem sạch luôn. Động cơ thì không mở nắp ít. Ok, chờ một lát nữa nó bắn xong thì mình sẽ quay nốt cảnh lắp nha. Và bây giờ bắn đã xong rồi, cái phút kịch tính nhất ra đi để cho bạn ấy lùi cái máy này ra để lắp cái xích vào nhanh nhanh nha. Xem mà lắp có được không. Thôi mình sẽ xin kết thúc cái video ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở cái video tập 2 để xem cái cảnh mình lắp xích nhá. Mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Mọi người hãy cố gắng chờ mình để mình quay cái tập 2 nữa.